Hello, xin chào mọi người. Baby xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hello, mọi người. Xin chào mọi người. Mình là Lilas Chapa. Linh Duyên Lan Ngọc. Dê Lâm Anh. Baby. Cống Tú Huỳnh. Chúng mình là Lilas. Thật sự là sau khi mà tất cả các điểm quay của Huyền đã hoàn thành trong buổi ngày hôm nay thì Huyền cảm thấy như kiểu chút được một cái nỗi niềm, có nghĩa là trước khi mà bấm máy thì Huyền cũng rất là lo lắng tâm lý và ngày hôm qua thì cũng hơi nghi một chút. Tuy nhiên thì đến ngày hôm nay thì khi mà xem lại cái set quay á thì mình cảm thấy wow, đẹp quá. Ra đây không phải là lần đầu tiên Ngọc quay MV, nhưng mà để mà gọi là chuyên nghiệp nhất và chỉnh chu nhất thì đây là cái chiếc MV đầu tiên. Và thực sự cho đến bây giờ thì bản thân của mình cũng cảm thấy là vẫn còn hơi bỡ ngỡ, vẫn còn hơi chập chững đó. Hy vọng rằng những cái sụt quay ngày hôm nay sẽ có được một cái thành phẩm vô cùng tuyệt vời để gửi đến cho tất cả mọi người cũng như là tất cả khán giả đang chờ đợi Lunas. Sao nghĩ là không cần phải nói nhiều thì chắc tất cả mọi người cũng đã đều biết đến đạo diễn Đinh Hà Minh Thư và sáng tạo Alex Fox. Đều là những người rất có kinh nghiệm và những người đã rất thành công trong những lĩnh vực của mình. Và đối với Lunas và nói chung là bản thân trang nói riêng thì được làm việc với đạo diễn Đinh Hà Minh Thư và Alex Fox là một điều rất vinh dự. Thật sự mà nói là với những cái sản phẩm mà có chị Thư thực hiện á, Quỳnh hoàn toàn rất là tin tưởng luôn và rất là yên tâm luôn. Cái set quay này thì Dưới Lâm Anh rất là mong chờ, bởi vì nó cũng là một cái tâm huyết của chú Thư, là chú rất chú Đinh Hà Minh Thư là rất mong muốn được quay ở trong cái sảnh khách sạn này. Thì lúc đầu Dưới Lâm Anh cũng nghĩ rằng là không biết rằng là nó có gì mà tại sao chú Thư lại kiểu đúng lại thích như thế. Thì ngày hôm nay đến lúc mà được nhảy cái cảnh đầu tiên này, được xem lại playback thì Dưới Lâm Anh với cả Trang Pháp và tất cả các chị em Lunas đều cực kỳ bất ngờ luôn, bởi vì bối cảnh nó được set up rất là xinh, rất là trộm vía. Như có chia sẻ với mọi người á, thì lần đầu tiên Quỳnh xuất hiện trong MV một cái hình tượng rất là mới. Không biết mọi người thấy như thế nào, nhưng mà Quỳnh cực kỳ rất là thích nha. Mặc dù là nó kiểu hơi đau, nhưng mà cái đau đó của Quỳnh á, thì Quỳnh cảm thấy rất là sướng, bởi vì Quỳnh biết là đau một tí xíu này á thì cũng chưa chắc gì dễ gì mà mình có thể làm lại cái hình tượng này. Đó chính là lúc mà Quỳnh đeo cái đôi cánh lên á, rồi xong mà xung quanh là cái đôi cánh là sẽ được ghim mấy cái dây điện, rồi mang một cái đôi giày cao một tấc mấy lận, thì khi mà đôi cánh nó nặng thì nó chì xuống vô cái đôi giày, rồi xung quanh thì có kim loại này kia nhọn á. Thì Quỳnh vừa diễn vừa tương tác với lại bộ đồ và vừa phải diễn thần thái nữa, thì tự nhiên cảm giác đó của mình á, mình có một cái cảm giác wow, mình giống như là một cái gì đó, một cái nữ thần hay một cái người nào đó ở hành tinh nào đó, hay là thiên thần sa ngã vậy đó mọi người. Cảm giác rất là đã. Và mỗi lần mà Quỳnh nhìn lại những cái chi tiết trên bộ đồ của mình là mình cũng thấy được cái sự tâm huyết của stylist Phạm Bảo Luận và bạn nhà thiết kế đã rất là chăm chút cho cái bộ đồ này. Cho nên là Quỳnh thực sự là mỗi lần mà Quỳnh thấy đau một xíu, nhưng mà Quỳnh vẫn rất là cố gắng và Quỳnh cảm thấy là mình rất là mãn nguyện, rất là hài lòng với những cái mà mọi người đã cố gắng để mà xây dựng một cái hình ảnh cho Quỳnh như vậy, và Quỳnh rất là biết ơn. Thật ra là tại vì với một cái ý đồ giống như là Ngọc đã từng chia sẻ với mọi người, đó là Ngọc muốn là cái hình ảnh của Ngọc khi mà Ngọc trở thành một thành viên trong một nhóm nhạc nó sẽ hơi lạ hơn so với những gì mà Ngọc đã làm trước đây, bởi vì cũng đã từng trải qua hơn mười mấy năm để làm nghề rồi thì chắc chắn là hình ảnh nào mình cũng đã từng trải qua hết. Nhưng mà trong một nhóm nhạc thì Ngọc muốn định hình Ngọc là một cái thành viên mà phải gọi là hơi có phần gọi là bất ngờ. Hình về hình ảnh á, nó sẽ hơi bí hiểm một tí xíu, hoặc là hơi ngầu ngầu một tí xíu, hoặc là nói chung là có những cái gì đó nó lạ lùng hơn so với bản thân mình nhiều hơn. Thì Ngọc đang hướng tới những cái hình ảnh nó hơi lạ một tí. Trong MV này á, thì năm chị em sẽ là đại diện cho năm hành, và hành và Dưới Lâm Anh đại diện là hành hỏa. Nên là cái set quay hôm đầu tiên thì là có một cảnh là sẽ phải đốt lửa phùng phục lên. Mà mọi người tưởng tượng không, trong cái phim trường nó rất là nóng, lại còn lúc đấy là 3 giờ sáng rồi. Thì Dưới Lâm Anh mới được quay cái cảnh cuối cùng, là cái cảnh solo rap của mình, và đốt lửa lên. Thì là nó rất là nóng nữa.
nên là cảm giác lúc đấy cũng kiểu giống như là mình cảm giác mình hơi bị đuối ấy. Nhưng mà sau một vài ngày được nghỉ quay lại, rồi cái ngày quay thứ hai thì The Lâm Anh lại tiếp tục với các chị em hoàn thành những cái cảnh quay trong MV Moonlight. Và The Lâm Anh nghĩ rằng là sẽ là một cái sản phẩm mà không chỉ các bạn fan mong đợi mà chính các chị em Lunas cũng đang cực kỳ mong đợi. Một điều mà tự hào về mấy chị thì không đủ rồi, tại vì quá nhiều điều để mà tự hào về mấy chị luôn. Mọi người cũng thấy là các chị là bốn người nghệ sĩ đã có những thành công trong công việc, trong cuộc sống nhất định, và đã hội tụ lại cùng nhau trong một nhóm nhạc. Đó là một cái điều mà Quỳnh nghĩ là nếu mà tự hào thì chắc là Quỳnh nghĩ là tự hào, bởi vì là các chị của mình không có e ngại hay là mà đã rất là hết lòng để mà cùng nhau tham gia trong một nhóm nhạc, cùng đồng lòng với nhau trong một nhóm nhạc. Đó là một điều mà Quỳnh cảm thấy rất là tự hào. You